Hello, xin chào tất cả anh em. Hiện tại thì bên Kiên Nguyễn cũng như máy của Hà Nội đang có một số cái sản phẩm rất là hay để phục vụ những anh em mà muốn có thể quay phim, làm vlog với một cái giá thành chi phí bỏ ra thì ở từ tầm rẻ, tầm trung cho đến tầm cao cấp. Rất là hay phục vụ anh em. Thì hiện tại thì những cái hàng này, hiện tại thì bên mình, cửa hàng bên mình đang thanh lý với những cái giá rất là tốt. Sản phẩm đầu tiên mình giới thiệu đây đấy là một cái gimbal cho điện thoại. Đây, như trên tay mình thì đây là một chiếc Smooth X. Thì bên mình còn khá là nhiều những chiếc Smooth X bản combo. Và có những chiếc lướt như này giá nó khoảng tầm 1 triệu. Và những chiếc mới 100% thì bên mình đang bán giá là 1 triệu 2 anh em nhé. Smooth X. Cùng với Smooth X thì bọn mình có những cái chiếc gimbal cho điện thoại, ví dụ như là Osmo 3 hoặc là những cái đời cao hơn, ví dụ như Osmo 3 rồi Smooth 4. Và những cái đấy thì giá nó sẽ chỉ rơi ở khoảng 2 triệu 6 thì là chống rung 30. Còn lại với những cái như Smooth X chống rung 20 này thì bây giờ mới 100%, giá bên mình thanh lý chỉ có giá là 1 triệu 2 thôi. Nếu bạn có nhu cầu quay tốt hơn là quay với chống rung điện thoại thì ở đây bọn mình có một sản phẩm chính hãng đến từ Robby. Đó là một chiếc chân này với có rất là nhiều đầu. Các bạn có thể gắn được, đây là một cái chiếc chân là chân nhện nhá, thiết kế để được rất nhiều các địa hình khác nhau. Và các bạn có thể có cái đầu, khi các bạn mua chiếc chân này thì bọn mình sẽ tặng bạn 3 đầu cắm đi kèm. Đó là các bạn có thể cắm được máy ảnh này, từ máy ảnh du lịch cho đến máy ảnh bán chuyên và máy ảnh chuyên nghiệp. Các bạn có thể gắn được điện thoại và các bạn có thể gắn được cả iPad nữa. Và đây là một cái sản phẩm chính hãng đến từ Robby, vì vậy đây nó sẽ là một cái sản phẩm rất là tốt. Các bạn có thể chịu được một khối lượng cân nặng rất là nhiều và nó sẽ thực sự rất là bền hơn so với các sản phẩm của Trung Quốc. Và các bạn tùy biến rất là nhiều, từ điện thoại này, iPad này, và kể cả máy ảnh luôn nhé. Kể cả những máy ảnh lớn lớn một chút ấy, thì cái chân này nó sẽ vẫn cân được. Và cái chân này kèm bộ combo 3 đầu thì chỉ có giá là 680.000, phân phối chính hãng và được bảo hành lên tới 1 năm. Các bạn cần thì có thể liên hệ ở dưới đường link, mình sẽ để đường link về chiếc chân rất là hay như thế này. Nếu bạn nào mà mua máy ảnh bên mình á, thì mua những cái phụ kiện như chiếc chân hay gimbal các thứ như này thì còn các bạn còn nhận được một cái giá còn rẻ nữa cơ. Thì có gì cứ liên hệ trực tiếp bên mình. Còn nếu mà các bạn muốn chất lượng âm thanh của các bạn tốt hơn nữa thì bên mình có rất là nhiều các loại mic có giá từ 400.000, là những cái chiếc mic dây, hoặc là như bên mình đang có một sản phẩm rất tốt nếu bạn quay bằng máy ảnh. Thì các bạn hãy chọn cho mình một chiếc mic wireless của dòng Rode như này. Thì đây là một chiếc mic cực kỳ ngon mà anh em làm phim nghiệp dư cũng như là phim chuyên nghiệp hiện tại đang sử dụng rất là nhiều. Đó chính là chiếc Rode Wireless Go. Chiếc này thì cho một cái chất lượng âm thanh cực kỳ tốt. Bạn có thể cắm vừa cắm mic rời ra cũng được, hoặc các bạn có thể gắn cái cục mic này ở phần phía áo như này, cũng tạo ra một cái chất lượng âm thanh thu rất là tốt. Và giá thanh lý ở bên máy cũng rất là ngon. Hiện tại thì còn rất là nhiều. Anh em qua mua thì cái phiên bản màu trắng thì sẽ có giá, chỉ có giá là 4,7 triệu thôi. Còn phiên bản màu đen thì có giá là 4,9 triệu, được giảm rất là nhiều, đặc biệt là giảm thêm khi các bạn mua máy tại Máy Ảnh Phú Hà Nội. Đã từng mua cũng được nhé, không cần phải mua liền, đặt mic đợt này. Thì đây là những cái sản phẩm mà hiện tại bên mình đang có giá cực kỳ tốt, bán ra với một cái chương trình ưu đãi rất là lớn nhân dịp ngày 12 tháng 12 tới. Và nếu mà anh em đã là khách hàng của Máy Ảnh Phú Hà Nội rồi thì mời anh em có thể qua trải nghiệm những cái sản phẩm thiết bị này, sau đó thì được mua một cái giá hỗ trợ rất là tốt. Thì tất cả, hầu hết tất cả những sản phẩm này thì mình đã có những cái clip review riêng và thực tế, các bạn có thể xem thêm cái đường link mình để dưới phần comment. Còn nếu mà các bạn muốn mua thì các bạn có thể đặt hàng trên web, mình sẽ để trong phần mô tả để anh em có thể mua cái sản phẩm này với một cái giá cực kỳ tốt, vì đây là những sản phẩm thực sự mình thấy là rất rẻ và rất rất chất lượng. Ok, các bạn muốn mình làm thêm chi tiết về những sản phẩm gì thì có thể comment ngay phía bên dưới để mình có thể làm thêm sản phẩm đó. Các bạn muốn mình giảm giá thêm về sản phẩm gì, hoặc có chương trình về sản phẩm gì, hãy comment ngay phía bên dưới để kèm với số điện thoại để nhân viên bên Máy Ảnh Cũ có thể tư vấn các bạn một cách nhanh nhất. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong cái video lần sau. Mình là Kiên đến từ Máy Ảnh Cũ Hà Nội. Nếu thấy video này hữu ích thì có thể chia sẻ, đăng ký kênh để nhận nhiều clip hơn nữa. Ok, thank you anh em.